anh bị giật mình. Cái con quỷ đó nó jump scare hình tơ á, đúng sợ luôn á, con Megobo á, hầm nhà lớn nha. Trời ơi, Leo ở mộ đang đi qua thảm. À, team Bully vậy nó chơi Leo đúng rồi. Cái Mỹ đâu có bully đâu, Mỹ Ủa đang con chiến cú này đấu. nó bay chân hả? Vãi vậy. Mỹ chỉ là con tiên tri hàng hạ mà thôi. Rồi con cái phụ kiện nó hay là con cái kia này hay đổi á. Skin thay Hay vậy đổi, ta? skin thay đổi. Con cú bình thường nó sẽ bay trên đầu đúng không? Còn cái kia này nó sẽ bay dưới chân mà bay im re à. Ai nghe sẹt 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 sẹt. Bò đó. Nhìn con này giống con dòi quá. Thì nói đó. Có bước cứu nát. Anh cứu hả? Có Anh làm gì đây? cái cửa sổ đến đi về máy Nát không cứu kìa. Qua cứu nó bây đi giờ chứ. cuối sao Mỹ nghĩ sao Mỹ nghiệp đi cứu vậy trời Đi ra cứu thằng nát đó, nó không cứu Decot kìa. đó, đó em hả má ơi Leo nhánh mèo mới đi lẻ. Trời đất ơi. Nát ơi. mẹ ăn cái dáng đó là nó chịu nha anh mình vẫn sợ được là Mỹ cứu cho nó luôn á. Chịu gì ngồi đấy ngồi vậy nha. Rồi bay rồi. Bút kẹo bút kẹo bút kẹo bút kẹo Nói sớm. Giờ Mỹ soi nha, Mỹ soi nha. Rồi. Ngục rồi hả? ừ vì khói đập Yêu quái đập yêu quái à? Ê, đập chưa mà chưa 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 chưa. Kịp 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 kịp. cuối kịp mà Tưởng quá rồi. Náp vô cứu đi mày. tơi nó cái tơi tiếp kìa em tận tay tới đấy trời ơi giữ nó tới giờ luôn chiêu anh rồi ok chứ có quăng con rối đi bộ lại đây rồi phải đồ mới chạy vậy cứu chưa về mới trời 5 giây cốt ở đó sao dám lùi vào đó ta. Ủa, nữa có anh nhây đến chụp chứ. Nó về nhất, nó về nhất. Anh cứu nha, bị bút cứu anh cứu nha. Mấy này 50 rồi, ai có? Mỹ có lính thuê cứu nó chính chính nha. Cha dí anh này nè. À máy rồi. Có về máy không? Đá máy hả? Ừ. Thì thôi để máy này máy cuối á. Cứu thằng nát kịp không vậy? Không biết luôn, hình như kịp á. Có đi, có đi, có đi.
cắp trứng gà mà. Đừng mở hơn gương nha. Mở gương gì? Chạy bấm quy 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 mở gương đó. Má ơi không kịp. Ờ, có lên ghế luôn rồi. Con rối nó lại. Bấm T được 5 giây mà, bấm T xong rồi có tiếp, bấm T quy á. Tám được răm luôn đi. Ok. Rồi, được rồi. Con rối vẫn còn nhí mị. Mở cổng đi. Bị con cứu nè. Này, này không búp cho anh, này búp cho anh đi heal con quỷ đó cũng được. Bị cốt. Thả quá trời rối, khó chịu ghê. Một người sửa rối, một người kia. Cổng trước, robo đang mở. À, robo đang phá rối. Ủa, đi nhanh quá. Ta máy mà em. Bình tĩnh thôi. Rồi. Béo mà. Thôi. Ở đó có hầm không ta? Cái hầm tú nè. Hai cổng đều mở gì á? Mở ra được. Con kia con rối bên kia. Co đi ra được không? Được. Được chứ, robot mở cổng à, hụt vô robot chứ hên thiệt. Ok.